Chào các bạn đã tới với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi Minecraft phiên bản 1.16.5. Mình không nhớ. Bây giờ chúng ta cùng vào. Lần trước mình có chơi rồi nhưng mà đây toàn là chế độ sáng tạo thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chơi chế độ sinh tồn. Ok, vào nào. Có các bạn ở đây mình đỡ sợ hẳn. Mình không phải mình sợ sinh tồn mà là chẳng như là khó chơi quá thì mình sợ sinh ngay đống giữa đống rừng. Ngon, có cây để chặt rồi. Mỗi video mình sẽ làm cho nó kéo dài khoảng 10 phút nhé. Cảm giác 10 phút hơi ngắn nhưng mà thế cũng được. Tạm thời sẽ để cái máy quay ở đây. Thêm một làm cái que. Làm cái gỗ. Làm cuốc thế xong mình một slot luôn. Chỉ vì các bạn chỉ cần ba cái gỗ thôi là ba cái gỗ này cơ, không phải uầy vãi. Bây giờ mới biết cái vụ này vãi, như chạy mà nó đổi màu vậy cả. Vùng đồng bằng, vùng rừng nhìn khó chịu vậy cứt. Vùng đồng bằng này. Ở kia có một cái hang kìa. Đi. Ở đây cũng có này. Nhưng phải nhảy qua cơ. Nhảy qua nước. Đi mẹ đi ngay cho kia. Đeo có gì đặc sắc. Ui, vậy ở đây có cái hang. Chắc tốt nhất mình đi lấy gỗ mình kiếm than thôi. Đây rồi, than đây rồi, ngon. Có than là sẽ có tất cả. Mình cái này nung tất, nung tất cả mọi thứ bằng than. Chứ khoáng sản. Có không, video này sẽ kéo dài hơn 10 phút chả hạn. Nhìn thấy sao đâu, để mình đi làm cái vút đá. Được rồi, được rồi, làm được cái cốc đá. Ngon. Đào thôi. Đào cái phê này. Này bây giờ làm đuốc nhỉ, làm đuốc đi thám hiểm. Chúng ta mình cần phải làm cái lưu đã, vào trong đào một chút đá rồi mình làm luôn cái lò. Ủa, này to vậy.
làm thêm cái kiếm. Để cho mình cố gắng làm thêm cái kiếm đá. Không. Làm gì đá mới đúng. Lộn. Được rồi, làm que thôi. Đây rồi. Giờ mình đã có rìu này. Kiếm đá. Kiếm đá để đây này. Rìu đá. Cục đá để đây. Đấy, ngon lành cành đào ngay. Giờ đi kiếm gỗ thôi. Sau mình sẽ bật chế độ không làm phiền. Ôi con nhẹ nhỉ. Nhẹ 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 con. Nó tấn công. Chết rồi. Chết rồi. Kinh. Bắt đầu khám phá. Tí mình sẽ làm lại sau. Bây giờ trước khi mình chọn bước đã. Làm nhiều nhiều một tí rồi. Được chưa rồi. Đây là chất kiếm của kìm. Ôi creeper. Creeper kìa. Không còn creeper đấy bị kẹt rồi. Đặt tạm ở đây. Đây rồi, may mà còn giữ mấy cục đá. Làm cầu bắc qua. Sắt. Hành cành đào. Sắt ngon ngay. Hai cục rồi à? Ít thế. Thôi kệ đi. Khó làm thì mấy cục ăn này. Ăn tiếp. Để toàn thang. Tôi vẫn chưa tìm thấy cục sắt nào. Ôi, creeper. Creeper anh ơi. Hai em anh ơi. Bây giờ em sẽ không thích cho nổ cho. Creeper nó nổ cho sợ. Ok. Để mình để tìm cái hang. Ok vậy rồi. Mình tưởng video tắt rồi chứ. Mình kệ mẹ đi. Thì cũng được. Mẹ con creeper kia. Nó dám giết mình. Tao đã làm gì sai? Tại sao? Đây. Đồ yêu quý của mình đây. Ủa con nhận được. Mình ăn đi. Rồi. Rồi đặt cái kiếm. Đặt cái cuốc. Đặt cái dìu. Đuốc.
What the fuck let me do it? Sắt. Ui một đống luôn. Một nuôi luôn. Một nuôi sắt luôn. Trong máy có người than phết đấy, mình chỉ đào được bằng này đấy. Nghe đi tí, đằng này phải xuống cái hang người đào tí. Dịch bạn đã thấy đấy, đồng bạn đang đi. Con mẹ cuộc sống. Trời tối rồi. Ở trong đây thôi. Ôi, giống như là được rồi. Biết thế mình kiếm con kỳ chứ. Rồi, chúng tặng nhau đây. Mình tua qua đoạn ở hôm sau. Mình tặng ở đây. Ok, sáng rồi, bây giờ chúng ta sẽ đào ra. Ui. Đấy, sáng ngay rồi, ngon ngay. Ôi, bây giờ thời lượng video không đủ nên mình xin kết thúc video tại đây. Sau khi kết thúc tập này mình sẽ liền chuyển sang cái tập tiếp theo luôn nhá. Ủa kinh như vậy. Kéo cái kia. Ủa mẹ buồn. Mình chết mẹ à. Được rồi. Chúng ta cùng kết thúc tập này tại đây nha. Bye.